Con chào cô. Con là phóng viên ký sự Pháp Đình. Con ngồi nói chuyện với cô chút có được không? Hôm nay cô tới dự tòa có một mình thôi sao? Bây giờ con trai tôi nó bị thằng con rể giết. Đứa chết, đứa thì ở tù. Con gái thì bỏ đi. Ai đi cùng với tôi nữa đây hả cô? Con xin chia buồn với gia đình. Nhưng cô phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên nha cô. Cháu tôi nó khổ vậy đó. Nên tôi phải sống thêm để mà gánh chịu đó cô. Mà nguyên nhân cớ sự làm sao mà chú nhà lại hành động như vậy hả cô? Từ cái ngày thằng Út chết á, ổng mới thay đổi tính hết như vậy đó. Ông à, sao ông cứ uống rượu hoài vậy? Ông uống từ sáng đến giờ rồi đó. Bà thì kệ tôi đi. Đừng có quan tâm tới tôi nữa. Ông nói làm sao vậy? Ông uống thì ông cũng phải biết giữ sức khỏe của mình chứ. Tôi sống hay chết đó. Mà kệ tôi. Bà đừng nhắc nhở gì. Người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi là má nữa nè. Tôi cũng đau đâu có kém ông đâu. Ông là người sống. Mà ông cứ rượu chè say xỉn suốt cả ngày vậy đó. Làm sao tôi chịu nổi vậy chứ? Bà chịu không nổi thì bà chết đi. Tôi với bà cũng chết luôn. Mà tại sao con rể của cô lại chém chết con trai cô như vậy? Rượu, do rượu, vì rượu, tất cả đều từ đó mà ra hết á. Hôm đó, nhậu ở nhà tôi á, thì thằng Út tôi á, nó xin nghỉ uống, để nó chở tôi đi khám bệnh. Nhưng mà thằng con rể với ổng cứ ép nó uống. Thế rồi cô men vô mà có ai nhịn ai đâu cô. Hai đứa nó cự cãi. Rồi sự việc nó xảy ra như vậy thôi.
Từ sau khi mà thằng Út chết á, thằng Mạnh thì đi tù, con Hồng vợ thằng Mạnh cũng bỏ đi. Ông không những không thay đổi mà ông còn uống nhiều hơn. Rồi bao nhiêu tội lỗi á, ông đều trút hết lên đầu tôi. Rượu đâu? Tôi đã nói với ông rồi, hôm nay ông nghỉ uống một bữa đi, chiều còn chở tôi đi mua đồ để cúng cho thằng Út nữa. Bà hại con bà chết, bây giờ bà còn muốn hại tôi nữa hả? Cũng tại bà không có cho nó uống, bà bắt chở bà đi công chuyện gì đó, cho nên nói với thằng Mạnh mới gây gổ với nhau. Thì bà bớt lằng nhằng, bớt kiếm chuyện đi, thì con tôi đâu có chết. Ông nói cái gì vậy? Ông mất con, tôi cũng mất con vậy. Ông nhớ đi, hôm đó đó, thằng Út nó đâu có muốn uống nữa đâu. Ông với thằng Mạnh nó cứ ép nhỏ uống à. Mà thằng Mạnh á, là nó uống rượu vô á, là nó về nó đánh đập, nó hành hạ con Hồng. Thì thằng Út á, nó muốn nhân cái bữa cơm đó đó, nó nói anh á, để cho anh nó thay đổi. Nhưng mà lại xảy ra cớ sự như vậy, mà sao ông cứ chì chiết, bao nhiêu tội lỗi ông cũng trút cho tôi hết vậy. Người chết á thì cũng đã chết rồi, người sống ông để cho sống nữa chứ, hay là ông giết chết tôi luôn đi. Người chết hả? Bà muốn tôi giết bà hả? Ông làm gì vậy? Ông điên rồi hả? Đúng, tôi điên rồi đó. Nhìn cái mặt bà là tôi muốn nổi điên lên. Ông dù điên là ông điên rồi, ông mà còn như vậy á, tôi bỏ đi cho ông vừa lòng ông nè. Bỏ tôi đi hả? Mày hù tao hả? Bỏ tôi đi. Đợi hôm sau, tôi chuẩn bị mâm lễ để cúng 49 ngày cho thằng nhỏ. Chờ ông hoài cũng không thấy ông về. Tôi nghĩ chắc là ông ra mộ nó rồi. Từ lúc nó mất, cứ mỗi lần xỉn là ông đi ra mộ, ông ngồi ông khóc. Một lát sau, ông về. Không biết đi đâu giờ này mà cũng không thấy về nữa trời. Ông đi đâu vậy? Mâm cúng tôi đã sửa soạn hết rồi. Ông vô thắp hương rồi cúng cho con đi ông. Tôi đã nói rồi, không có cúng bái gì hết. Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi đã nói là hôm nay á, là ông đừng có uống, đừng có xỉn nữa, để về mà lo cúng cho thằng Út. Không nghe rồi cứ câm miệng lại đi. Ông làm gì vậy? Tôi nhớ con tôi, tôi uống không được hả? Ông điên rồi. Ông không cúng thì tôi cúng, không có ông tôi cũng lo cho con tôi được vậy. Tôi không cần ông nữa. Nói cái không gì? Ông nữa. Ông nói này không cần tao nữa hả?
chết, bớt lằng nhằng, bớt kiếm chuyện đi. Thì con tao đâu có chết. Tao con mày chết. Tao con mày chết. Tao con mày chết. Tao con mày chết luôn. Tao đâu rồi mày chết luôn. Dượng, Dượng làm cái gì vậy Dượng? Gì? Nói tao giết nó. Mày tránh ra. Mày để tao giết nó. Mày để tao giết. Tao giết nó. Dượng bình tĩnh lại đi. Dượng điên rồi hả? Sắp tới giờ xét xử rồi, mình vào trong nha cô. Bị cáo Trần Văn Phán, tại sao bị cáo lại có hành động bóp cổ và ép vợ mình là bị hại Lê Tu Hiền uống thuốc từ sau? Thưa hội đồng xét xử, từ lúc con trai của bị cáo chết, vì quá thương con nên bị cáo quẫn trí. Bị cáo không biết tại sao lại có những hành động như vậy nữa. Bị cáo sai. Con bị cáo chết là do mâu thuẫn với con rể của bị cáo. Sự việc không hề liên quan đến bị hại. Tại sao bị cáo luôn chì chiết đổ trách nhiệm về vợ mình? Thưa hội đồng xét xử, hôm đó là đang nhậu. Vợ bị cáo không có cho thằng Út nó uống, rồi bắt nó chở qua đi khám bệnh. Thằng Mạnh nó mới hỗn với bà. Thì thằng Út nó lớn tiếng, nó trách anh rể nó hỗn với má. Rồi thằng Mạnh về nó giác dao, nó chém thằng Út. Kể từ lúc đó, bị cáo cứ nghĩ là nếu bà đừng có hối, đừng có ngăn cản thì thằng Út nó đâu có chết. Bị cáo ân hận lắm rồi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Phán đối với bị hại Lê Thu Hiền là giết người. Sau cái chết của con trai, bị cáo đã đổ trách nhiệm lên bị hại thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn để tìm cớ hành hung, gây sự với bị hại. Đỉnh điểm chính là việc bóp miệng đổ thuốc trừ sâu vào bị hại. Tuy không chết nhưng điều này nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phán 12 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Lê Thu Hiền đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Vì sao bà không báo chính quyền về vấn đề chồng bà thường xuyên say xỉn, gây hấn, thậm chí là uy hiếp bà, mà chọn việc chịu đựng để mà dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy? Thưa hội đồng xét xử, vợ chồng với nhau mấy chục năm rồi, làm sao mà tôi nỡ tố cáo ông? Với lại tôi biết tại vì con đi chết ông mới thay đổi tính nết như vậy đó. Chứ trước đây á, ông cũng uống rượu, nhưng mà ổng đâu có gây sự với ai. Chỉ từ khi thằng Út nó chết, ổng mới quẫn trí, rồi ổng uống rượu nhiều hơn nữa, nên ổng mới kiếm chuyện gây với tôi. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phán hay không? Thưa hội đồng xét xử, như tôi đã nói rồi đó, ổng vốn rất là hiền lành, ổng thương thằng Út lắm. Cũng tại ổng uống rượu vô ổng mới như thế thôi. Tôi chỉ xin hội đồng xét xử giảm án cho ổng, cho ổng sớm được mãn hạn tù. Mời bà ngồi xuống.
mời chị Trần Thị Mỹ, là em gái đồng thời cũng là đại diện của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Sau cái chết của cháu bà, bị cáo Phán có những thay đổi tính cách, suy nghĩ, bà có biết vấn đề này không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, anh trai tôi á vốn rất là thương thằng Út. Từ hồi nó còn sống á, đi đâu hai ba con cũng đi chung với nhau. Nên khi nó chết á, anh tôi sốc dữ lắm, nên mới trở nên cọc cằn và nóng tính như vậy. Bà có đồng ý với bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi kính xin hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho anh tôi ạ. Nhìn thấy chị lủi thủi sống một mình như vậy, tôi đau lắm, tôi xót lắm, nên kính xin hội đồng xét xử giảm án cho anh tôi ạ. Mời bây giờ chị ngồi xuống. Bị cáo Phán, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, cho tôi gửi lời xin lỗi vợ tôi. Tại vì con tôi chết tôi đau lòng quá, rất là ân hận. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Phán đối với bị hại Lê Thu Hiền là cố ý giết người. Sau cái chết của con trai mà nguyên nhân chính là do men rượu, bị cáo không những không thay đổi hạn chế rượu chè mà lại say xỉn nhiều hơn, dẫn đến việc thường xuyên kiếm cớ hành hung bị hại. Đỉnh điểm của vụ việc chính là hành động bóp cổ, ép bị hại uống thuốc từ sau. Đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Tuy được bị hại xin giảm án, nhưng vẫn cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phán 12 năm tù về tội danh giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Đã có không biết bao nhiêu vụ án đau lòng vì rượu, và phiên tòa xét xử ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Khi ngồi trò chuyện với bị hại Hiền, cũng là vợ bị cáo, tôi không khỏi xót xa cho số kiếp truân chuyên của người đàn bà đáng thương này. Con trai bị con rể giết chết trên bàn nhậu, con gái vì quá mặc cảm đã bỏ đi tha hương. Những tưởng điều đó sẽ khiến cho bị cáo Phán, cũng là chồng của bà, nhận ra bi kịch từ men rượu mà thay đổi. Nhưng không, bi kịch cũ chưa qua, bi kịch mới lại bắt đầu. Khi người chồng chung sống với nhau gần cả đời người, nhẫn tâm muốn cướp đi mạng sống của bà. Nhìn người phụ nữ khắc khổ khô cạn nước mắt, nhìn người chồng trong phút ân hận muộn màng, tôi tự hỏi vợ trách ai, lỗi tại ai? Phải chăng là vì rượu, vì hơi men, vì phút không kềm chế được lòng mình, để rồi nỗi đau này cứ thế chồng chất lên nỗi đau khác? Ủa má, sao má không chở em Rô về nhà mình hả má? Chở nó về mày chăm nó phải không? Nhưng mà sao má không ăn đi? Má cứ bấm điện thoại hoài à. Mày ăn thì mày lo ăn đi, mà nó nhiều quá, như thằng cha mày vậy đó. Em nghe nè anh. Dạ. Đúng rồi. Ăn thì lo ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn? À không, nói con nè, ổng chưa có về. Rồi vậy hả? Anh về rồi nè em ơi, ba về rồi nè con. Ờ, thôi ổng về rồi, em tắt máy nha. Ê, à, ba về. Ờ, con. Sao hôm nay ba đi chạy xe ở đâu mà ba lâu về vậy ba? À, mấy bữa nay á, ba đi chở hàng xa, nên ba nhớ con lắm á. Thì ba nhận chị gần thôi. Thì
thì ba đi lấy xe xa mới có tiền lo cho con. Nè, ba có mua quà cho con nè. Dạ, em cảm ơn ba. Ủa, thằng Rô đâu rồi em? Gửi về ngoại rồi. Tiền không có, đặt mua cái này mua cái kia. Cái này có bao nhiêu tiền đâu mà em tính toán lèm bèm quá vậy? Tôi lèm bèm gì đó, tôi cần nhà nghỉ được không? À, con cầm cái này vô phòng cất đi, để ba ngồi nói chuyện với má. Dạ. Vô đi con. Em làm cái gì? Trước mặt con mà em nói vậy đó hả? Thì không tiền thì tôi nói không tiền. Không lẽ tôi gạt con giống như anh gạt tôi vậy hả? Anh gạt em cái gì? Anh nói cho tôi cuộc sống sung sướng. Đây là sung sướng này đó phải không? Thì anh vẫn đi làm, kiếm tiền, về lo cho em, lo cho con. Nè, anh đi làm á, anh có mua đồ ăn à, cái món mà em thích nè. Nè, em ăn thử đi, ngon lắm luôn á. Tôi không có cần, tôi chán anh lắm rồi. Anh suốt ngày cứ đi miết, biết bao nhiêu công việc rồi con cái, đổ dồn có mình tôi lo à. Thì anh biết là em lấy anh là một thiệt thòi. Mọi chuyện ở nhà là do em quán xuyến. Nhưng mà em đợi anh thêm một vài năm nữa thôi. Anh đi làm đủ tiền rồi hả? Anh cho em mở shop buôn bán. Anh biết em thích buôn bán mà. Đợi hoài tôi mệt quá. Tôi không muốn đợi nữa. Tôi chán lắm rồi. Tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Ly hôn? Đúng rồi, tôi muốn ly hôn. Tôi không còn thương anh nữa. Em nói giỡn hay nói chơi vậy? Tôi không có đùa đâu. Tôi sẽ viết đơn ly hôn gửi cho anh ký. Anh biết á, là em đang có chuyện buồn trong người cho nên là em mới nói vậy đúng không? Hay là em không thích mấy cái thứ này thì ngày mai anh mua cái thứ khác tặng cho em nha. Tôi không cần anh mua gì hết á, tôi chỉ cần anh ký đơn ly hôn thôi. Anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ đưa đơn cho anh ký ha. Ủa, má đi đâu không bà hả? Mày nhiều chuyện quá, học bài lớp học bài đi. Con học xong rồi mà. Học xong thì mày ngồi đó chờ thằng cha về mày chở mày đi chơi. Con tưởng cả nhà mình. Tưởng cái gì mà tưởng? Ngồi đó mày đợi ổng. Khi nào ổng về mày muốn đi đâu á thì mày kêu ổng chở mày đi. Alo, em nghe nè anh. Em chuẩn bị xong hết rồi. Rồi. Hô. À, ba về. À, ba mới về. À, em ơi, anh về rồi nè em ơi. Ba ơi, má đâu rồi đó ba? Ủa, má đi đâu rồi hả? Dạ. Má có nói khi nào về không con? Dạ không, má không có nói. Đây, cho ba hỏi nha. Ở nhà, má có nói gì với con không? Dạ không, má không có nói. Buổi sáng má bán nước ngoài tiệm, còn buổi tối thì má toàn nói chuyện điện thoại không à. Với lại thì sao? Có gì nói ba nghe. Ở nhà có chuyện gì ba biết, ba còn nói chuyện với má nữa. Dạ, với lại má hay đi chơi về khuya lắm. Má có nói là má đi với ai không? Dạ không. Về tới nhà rồi. Em tháo nón cho. Về tới đây là phát chán à. Ủa anh tụi em muốn về nhà lắm hả? Sao em không bỏ nó đi? Em cũng nói với thằng Chả rồi, thằng Chả có chịu đâu. Có gì mà em điện cho anh. Mày hai người dám làm cái trò này xuống nhà tôi hả? Mày đánh tao không mày? Anh đi về trước đi. Rồi có gì em điện cho. Em bu ra, em bỏ ra coi. Anh đi về lẹ rồi em đi. Mày đánh gì tao? Đánh mày chứ làm gì? Anh đi về đi nghe chưa? Cô đứng lại đó cho tôi. Anh bu tay ra coi. Cô
Ôi gì thằng đó mà bỏ tôi đúng không? Đúng. Anh có lo được gì cho tôi không? Anh có mua được những thứ này cho tôi không? Không, để anh làm lo. Thì mấy lâu nay tôi đi làm, tôi kiếm tiền và tôi đưa hết cho con thì sao? Đối với tôi như đó không đủ, không đủ. Mày. Anh. À, anh xin lỗi em. Cái tát này coi như chấm dứt tất cả giữa tôi và anh. Em. Ủa em, khuya rồi, em còn dẫn con đi đâu vậy? Đi đâu kể tôi. Ba ơi, con không muốn đi đâu. Con nó không muốn đi thì em đừng có dẫn nó đi. Bây giờ mẹ ở đây với ổng phải không? Hả? Còn anh á, anh đợi giấy gì vậy của tôi đi ha. Anh không ký là tôi kiện anh ra tòa đó. Còn mày đó, đi lẹ ra đây. Ba. Em làm cái gì? Đau con kìa, bỏ ra. Vậy mẹ ở đây với ổng đúng không? Nói khác đừng có kêu tao nghe chưa. Em làm cái gì vậy? Em cứ mày tao với con hoài vậy, nó còn nhỏ mà. Anh đừng có dạy đời tôi nữa, tôi không cần. Để lên. Cô buông ra coi. Mẹ, tôi không muốn đi đâu. Thôi. Vậy mày ở đây với ổng nha, tao bỏ mày luôn đó. Em đừng có la con nữa. Ba nói con nghe nè. Nè. Vài bữa nữa ba phải đi lấy xe xa lắm ha. Ba đi 1-2 tháng lận. Thôi bây giờ con nghe lời má đi, đi qua nhà bà ngoại ở chơi với em. Rồi khi nào ba đi làm về á, ba qua ba đón hai đứa nha. Vậy ba nhớ đón hai tụi con à, nha. À, rồi. Ba. Đi lên. Em. Ba, hôm nay ba không có lái xe hả ba? Ừ, bữa nay ba không có lái xe. Ba qua ba đón con với em nè. Em, mình đi về đi em. Tôi không có đi đâu hết á. Má, mình đi về đi. Mày đừng có nói nhiều quá nha. Thôi con đứng đây con đợi ba một chút, ba nói chuyện với má. Em, ra kia nói chuyện nhanh một chút được không? Nói cái gì? Mình ra kia mình nói chuyện một chút. Đi về với anh đi em. Tôi đã nói là mình đã chấm dứt hết rồi. Sao anh làm phiền tôi hoài vậy? Thôi mình bỏ qua tất cả. Anh hứa là anh không đi làm xa nữa. Anh sẽ làm gần, ở cạnh với mẹ con em. Em đừng có đi theo cái, đừng có theo cái thằng đó nữa. Muộn rồi, tôi đã hết thương anh rồi. Anh hiểu không? Anh không lo được cho tôi thì để cho anh Lộc lo. Em, anh đâu có làm cái gì sai đâu chứ. Anh không làm gì sai hả? Chỉ vì anh quá nghèo thôi, anh biết điều đó không? Được. Bây giờ nếu em đi theo thằng đó thì em đưa hai đứa con cho anh. Anh lấy quyền gì mà anh giành con với tôi? Anh cũng là cha của hai đứa đó. Làm cha là ngon hả? Anh lấy gì anh lo cho con? Đồng lương thì 3 cọc 3 đồng. Anh nuôi được tụi nó không? Hay là dẫn tụi nó đi lang thang với anh vậy? Em. Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Yên tâm đi, sau ly hôn á tôi không xin một đồng xu nào của anh ha. Cứ giữ đồng tiền đó mà lo cho bản thân mình đi. Nhưng mà đừng có tới tôi xin tiền là được rồi. Con. Leo lên nhanh lên. Mà má. Má cái gì nữa mà má? Giờ mày hỏi có lên đâu? Anh có lo được gì cho tôi không? Anh có mua được những thứ này cho tôi không? Không thì để anh Lộc lo. Giờ tao nói mày không nghe phải không? Tao nói con này hôm nay nó liền. Thôi kìa mày leo lên lẹ lên. Leo lên. Chết đi. Mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ. Bị cáo Nguyễn Thanh Hải, tại sao bị cáo lại dùng dao đâm chết bị hại Hồ Thị Linh, cũng là vợ của bị cáo? Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị cáo nóng giận khi biết vợ của người đàn ông khác và dẫn hai con về bên ngoài, cho nên hôm đó bị cáo mới cầm dao có ý định hù dọa cho vợ dẫn hai con về. Nhưng cô ấy không đồng ý và còn buông lời sỉ nhục, cho nên trong lúc nóng giận bị cáo mới không kiềm chế được và gây ra bi kịch. Dù vậy bị cáo cũng phải nhờ pháp luật can thiệp, chứ không được tự mình quyết định dùng dao hù dọa như vậy. Đã vậy còn giết vợ ngay trước mặt con gái của mình, bị cáo có thấy rằng hành động của mình quá tàn nhẫn hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử,
Sau những ngày bị tạm giam, bị cáo vô cùng ân hận và hối lỗi. Chỉ vì trong một phút nóng giận mà bị cáo đã khiến cho hai con mình bơ vơ, khiến thấy cảnh mà nó không nên thấy. Bị cáo rất có lỗi với vợ và con. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hải đối với bị hại Hồ Thùy Linh là tội giết người. Trong khi giải quyết mâu thuẫn, nếu kéo tình cảm của người vợ không thành, bị cáo đã tức giận và thực hiện hành vi phạm tội. Đây là hành vi mang tính chất côn đồ và nguy hiểm, cần phải nhận mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do bị hại đã buông lời sỉ vả. Bị cáo ăn năn hối cải sau khi gây án. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Vì vậy, căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải 20 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Bùi Thị Chu, đại diện hợp pháp của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tới bây giờ mà tôi không ngờ á, thằng con rể tôi nó hành sự như vậy. Nó để cho con trẻ nhìn thấy cảnh nó cha giết mẹ, thật sự rất là nhẫn tâm. Cũng là do lỗi một phần của con gái tôi nó gây ra, nên tôi xin hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ tội cho thằng rể tôi. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, bà Hà Thị Đường, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hải hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thằng Hải con tôi á, nó vốn là người lương thiện hiền lành. Gia đình tôi á, thì vốn nghèo khó, con thì lại đông. Chính vì vậy đó mà thằng Hải nó phải nghỉ học để nó đi làm mướn đủ thứ để phụ cha mẹ chăm sóc các em thành người. Từ khi mà nó có vợ á, thì nó cố gắng, nó mừng ăn vuông vén để nó lo cho vợ con nó. Nhưng ngược lại đó, vợ nó đó thì đi lăng nhăng bên ngoài, rồi còn về xí nhục nó, nên mới xảy ra cái chuyện lớn như vậy. Nhưng tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét mà giảm nhẹ án cho con của tôi à. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thanh Hải, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghi án. Má, con xin lỗi má và mọi người, vì con đã gây ra một lỗi lầm quá lớn, không thể nào bù đắp được. Con mong má và mọi người hãy tha thứ lỗi cho con. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghi án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hải đối với bị hại Hồ Thùy Linh là hành vi giết người. Hành vi mang tính chất côn đồ và nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động, chỉ vì mong muốn níu kéo tình cảm, bị cáo đã ăn năn hối cải sau khi gây án. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Đó là các tình tiết để hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ mức án phạt. Vì vậy, căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải 20 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ngồi dự phiên tòa ngột ngạt hôm nay, nghe bị cáo Hải thuật lại toàn bộ câu chuyện, tôi cũng không thể nào ngờ được một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu lại kết thúc bằng nhát dao cay đắng.
Đúng là cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ. Từ một người chồng tốt, một người cha đầy trách nhiệm, không ngờ trong phút chốc lại vô tình trở thành kẻ sát nhân trước mặt con gái của mình. À, bà nội. Hành động nhẫn tâm này vô tình in hằn những nhát dao tàn độc trong ánh mắt trẻ thơ trong sáng, khiến cho tuổi thơ của con gái mình, hình ảnh của sự bi thương, mất mát. Tôi không khỏi xót xa và chua chát khi nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha lẫn mẹ. Chắc chắn cuộc sống sẽ thiếu thốn và khó khăn gấp bội phần. Giá như Hải và Linh đủ tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo và biết nghĩ đến tương lai của hai đứa con thơ, thì chắc chắn họ đã có những cách ứng xử đúng đắn hơn để không gây nên nghịch cảnh như hôm nay. Lỗi lầm của cha mẹ lại để con trẻ nếm thương đau. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, vì sao bị cáo lại giết hại chồng mình là anh Hoàng quyết định? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo chỉ muốn chết, nhưng nghĩ sau khi chết chồng mình sẽ đi cưới người con gái khác, bị cáo chịu không nổi nên bị cáo mới muốn chồng mình chết theo cùng. Vợ chồng chung sống với nhau, nếu có mâu thuẫn thì phải tìm cách giải quyết, cớ sao lại chọn cách giết người rồi tự sát? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo và anh Định là vợ chồng nhưng đã ly thân. Sau một thời gian cả hai muốn quay lại với nhau, nhưng má anh Định nhất quyết không cho. Anh. Gì? Em nói anh nghe cái này nè. Thì em cứ nói đi. Anh bỏ điện thoại xuống được không? Sao anh cứ ôm khư khư điện thoại hoài vậy? Bộ trong đó có gì hả? Sao em lúc nào cũng nóng nảy vậy? Nói đi, anh nghe nè. Anh, em thấy vợ chồng mình quay lại với nhau đi anh. Dù gì mình cũng chỉ mới ly thân thôi mà, mình vẫn còn thương nhau nữa. Chứ em thấy vợ chồng mà cứ hẹn ở khách sạn về hoài kỳ quá à. Thì anh biết là vậy, nhưng mà má không có chấp nhận em. Em cũng biết rồi đó. Ba má anh nói là em không hợp tuổi với anh. Vợ chồng mình lấy nhau mà không có ăn nên làm ra gì hết. Chưa kể á, là lúc mà em đi á, em còn nói trận lôi đình với má của anh nữa. Em biết là tánh em nóng, nhưng mà má anh cũng có điều vô lý với em chứ bộ. Nhưng mà em hứa em sẽ thay đổi. Thì thương anh em sẽ thay đổi hết mà. Thiệt không? Thiệt. Nhưng mà má của anh mới quan trọng chứ, anh thì sao không được. Sao mà anh sống cam chịu quá vậy? Không có chính kiến gì hết à? Đó, em lại vậy nữa rồi. Em nói em thay đổi vậy á hả? Hơi một tí là nổi nóng. Nếu như anh mà không nhớ em á, thì việc gì anh đi làm xa về là anh lập tức gọi điện thoại em hẹn ra đây liền. Anh nhớ em, anh thương em mới như vậy đúng không? Thôi bây giờ á, nghe lời anh, không có nổi nóng nữa, phải thay đổi cái tính tình lại nghe không? Thì anh mới về anh thưa chuyện với má được, hiểu không? Dạ hiểu. Chịu không? Dạ chịu. Ngoan vậy mới ngoan chứ. Không rồi má. Má ơi, con biết á, lúc trước là con có phần cư xử không có đúng. Má ơi, má bỏ qua cho tụi con đi. Con còn thương anh Định nhiều lắm. Má chấp nhận cho tụi con quay lại với nhau nha má. Trước lúc cô bỏ đi á, cô nói như thế nào? Cô nói sẽ không bao giờ quay lại mà. Cô trải thảm cô cũng không thèm về. Mà giờ cô quỳ lì, cô xin về là cái gì? Là sao? Dạ, một phần cũng đâu có phải lỗi do con đâu má. Cũng tại vì do má khắt khe với con quá thôi. Nhưng mà con hứa con sẽ vì ảnh thay đổi, má bỏ qua giùm con đi. Rồi giờ cô quay lại á, chắc tôi với cô hết mâu thuẫn hả? Nè, mà tôi nói một điều về để cho cô dễ hiểu nè. Cái thứ nhất, cô nghĩ lại coi, từ ngày mà chung sống với anh Định tới bây giờ, hai đứa có ngày nào mà không cãi vã? Cái tuổi không hợp, trước khi đám cưới tôi đã không có ưng rồi. Hơn nữa, tôi nhắm cho thằng Định cái đám khác rồi. Lo mà ly hôn cho lẹ đi.
Má ơi má, con xin lỗi má mà má. Con biết lúc trước con sai rồi. Con biết lời nói con cư xử của con không có đúng. Má bỏ qua cho con đi. Con với anh Định còn thương nhau lắm. Má ơi. Đừng cho tôi bằng má nữa. Chưa chắc cái thằng Định nó quay lại với cô đâu. Quả chăng á, nó nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng. Còn tôi hả, tôi mà còn sống á, ở đây một ngày nào đừng hòng mà cô về nhà này. Má, con xin má mà má. Sao anh hồi nãy em nói gì hết vậy? Nói cái gì bây giờ? Một bên là má, một bên là em. Em phải từ từ để má nguôi ngoai rảnh mới nói được chứ. Má kêu mình ly dị đẹ lẹ để anh đi lấy người khác hả? Mà con nhỏ đó là con nào vậy? Má nói vậy á để cho em á khó bỏ ý định quay lại với anh thôi. Sao cái tật của em nó hoài không bỏ vậy? Anh, má không cho em về vậy thôi, mình dọn ra ngoài mình ở riêng đi anh. Dù gì vợ chồng mình cũng chưa ly dị mà. Anh mà hả, có con khác hả, để em chết cho anh coi đó. Con muốn chết thì không có gì chết đi. Còn cái chuyện làm mai mà bỏ em định cho nơi khác á, mà có thiệt đó. Chưa chắc cái thằng Định nó quay lại với cô đâu. Quả chăng á, nó nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng. Còn tôi hả, tôi mà còn sống á, ở đây một ngày nào đừng hòng mà cô về nhà. Hơn nữa tôi nhắm cho thằng Định cái đám khác rồi. Sau khi anh đọc được những dòng này, nhưng em cũng không còn sống nữa. Nhưng em vẫn muốn viết ra để anh hiểu được nỗi đau của em. Alo, anh nói gì đi. Tại sao lúc nói chuyện với má anh không thể hiện thì quyết tâm mà trở về lại với nhau vậy? Em bình tĩnh đi, anh muốn đợi cho má nguôi ngoai rồi mới nói. Em không chịu hiểu cho anh vậy. Tại sao anh nói đi. Thôi, tối nay em tới khách sạn cũ đi. Anh với em nói chuyện phần cuối. Anh sẽ đợi em, vậy nha. Anh Định nghe theo lời má, khiến bị cáo rất là bức xúc. Bị cáo nghĩ mình đã hy sinh cho ảnh rất là nhiều, kể cả bị ba má từ mặt. Nhưng mà chưa bao giờ anh Định hy sinh cho bị cáo bất cứ chuyện gì cả. Đêm mà anh Định hẹn bị cáo ra khách sạn để nói chuyện, thì ảnh nói là ảnh vẫn còn thương bị cáo. Em, anh nói tới đây lần cuối là sao? Em sao em lại nổi nóng nữa rồi? Em nhạy cảm quá rồi đó. Nghe nói nè, anh sắp đi làm ăn xa, một tháng anh mới về, cho nên là mình không gặp nhau một thời gian dài, em hiểu không? Chứ có cái gì đâu mà. Anh giải thích đi,
Tại sao lúc nói chuyện với má anh không một lời binh vực tôi vậy? Anh phải để tôi phải chịu đựng hết mọi thứ vậy? Tại sao? Em bình tĩnh lại coi. Em biết tính của má anh rồi mà, làm sao mà anh nói được? Bình tĩnh lại coi chứ sao mà lúc nào cũng nổi nóng vậy? Đúng rồi. Từ đó giờ có bao giờ anh binh vực tôi tiếng nào đâu. Vì lấy anh mà tôi đánh đổi rất là nhiều thứ, anh biết không? Tôi bị ba má từ bỏ nè. Có nhà tôi cũng không được về. Bỏ học, bỏ hành, bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ vì lấy anh. Mà bây giờ anh đối xử với tôi như thế này đây nè. Em à, anh hẹn em ra đây á, không phải là để nghe em dạy đời. Vậy anh hẹn tôi ra đây để làm gì? Anh hẹn em ra đây á, là để mình nói chuyện nghiêm túc. Vấn đề mà mình quay lại với nhau á, là anh cần được sự chấp thuận của má anh. Chứ anh quá mệt mỏi mà khi cứ thấy em với má mâu thuẫn, em hiểu không? Nếu như má nhất quyết không đồng ý thì sao? Cái chuyện này anh chưa có nghĩ tới nữa. Vậy thì tôi sẽ nói cho anh nghe. Nếu không sống chung được với nhau thì sẽ chết chung. Đó là lời hứa mà anh đã hứa với tôi khi kêu tôi bỏ học đại học để làm đám cưới với anh mà. Tôi đã đánh đổi cả tương lai vì anh, nên tôi sẽ chết cho anh coi. Tôi không đùa đâu. Bình tĩnh lại đi nha. Đừng có mỗi chút chút là lôi cái chết ra cho anh nha. Anh nhìn thẳng vô mắt tôi nè. Anh nhìn thẳng vô mắt tôi nè. Anh còn thương tôi không? Anh trả lời đi. Anh còn thương tôi không? Thì còn chứ. Em hỏi gì kỳ vậy? Còn gì, tại sao anh không ra riêng ở với em? Tại sao anh cứ nghe lời má anh vậy? Em đánh đổi bỏ cả gia đình vì anh. Vậy mà tại sao anh không thể hy sinh vì em được? Hay là anh có con khác rồi đúng không? Em nói bậy bạ cái gì đó vậy? Anh chỉ muốn là chuyện của tụi mình á được má chấp thuận. Má già rồi, anh không muốn má sống lủi thủi một mình. Còn thôi, bây giờ á em mất bình tĩnh rồi. Anh không muốn đôi co với em nữa. Đêm nay á anh sẽ ngủ lại đây. Em thích thì ngủ lại, không thích thì thôi về đi. Vấn đề mà mình quay lại với nhau á là anh cần được sự chấp thuận của má anh. Tôi mà còn sống á ở đây một ngày nào, đừng hòng mà cô về nhà. Nhưng sau khi đọc được tin nhắn mà anh nhắn với người con gái khác, bị cáo mới biết là mình bị lừa.
Anh đừng có sợ. Em sẽ đi với anh. Em sẽ đi với anh. Tránh ra. Trong lúc bị cáo bức xúc quá, bị cáo không kiềm chế được nên bị cáo đã ra tay sát hại anh hả? Mời chị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra trong ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đối với bị hại Hoàng Quốc Định là tội giết người. Bị cáo đã có ý thức từ trước khi chuẩn bị dao nhọn và thuốc ngủ. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi không rõ ràng trong mối quan hệ, gây nên tâm lý không ổn định cho bị cáo. Khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, tích cực phối hợp điều tra, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 14 đến 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hoài về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Huỳnh Ngọc Tư, đại diện cho bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Theo bản cáo trạng thì bà là người không chấp nhận cho bị cáo và bị hại quay lại chung sống với nhau. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Vì sao bà lại quyết định phản đối như vậy? Thưa hội đồng xét xử, tôi thấy con tôi với nó có hợp nhau. Hai đứa nó lấy nhau còn quá trẻ, cứ cự cãi nhau hoài, riết rồi sống không có ngày nào mà nó yên thân hết đó. Nên tôi không có muốn hai đứa nó tiếp tục sống để rồi không có hạnh phúc. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi muốn cái kẻ giết con tôi mà lãnh mức án cao nhất để đền bù lại cái mất mát cho gia đình tôi. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Lê Hạnh, người nhà của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao gia đình bà lại cấm cản cuộc hôn nhân của con gái mình và bị hại Định? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, hai đứa nó còn trẻ quá. Con Hoài á thì nó cũng còn đang đi học. Thằng Định á thì công việc nó không có ổn định. Hai đứa nó mới quen nhau hơn tháng thôi mà nó quyết định đòi lấy nhau. Tôi thấy á, cái đường tương lai của hai đứa nó không có đi đến đâu hết. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, cái việc mà nó không hạnh phúc á, tôi là má nó thì tôi cũng đã lường trước rồi. Nhưng mà đến cái mức á, mà nó nghĩ quẩn quá, nó giết chồng nó rồi nó tự sát á, thì do một phần cũng lỗi do tôi. Vì tôi á, quá khắt khe với con, tôi cũng không ở bên cạnh nó để tâm sự với nó. Vậy tôi cũng kính mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho con của tôi ạ. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Hoài, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo chỉ muốn chết theo chồng thôi. Khi cầm dao đâm ảnh, bị cáo cảm thấy rất là đau khổ. Thực sự bị cáo chỉ muốn chết theo ảnh. Mong hội đồng xét xử xử cho bị cáo bản án cao nhất ạ. Mạng sống là thứ đáng quý và được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đã phạm tội mà còn không biết ăn năn hối cải. Bị cáo có biết sự bồng bột của bị cáo đã làm cho biết bao nhiêu người phải cùng chịu nỗi đau này hay không? Bây giờ hội đồng xét xử vào nghi án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa công khai diễn ra ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đối với bị hại Hoàng Quốc Định là hành vi giết người. Tuy hai người vẫn là vợ chồng nhưng đã ly thân một thời gian vì có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Nhưng thay vì nói chuyện cùng tìm cách tháo gỡ, bị cáo lại chọn hành vi giết người rồi tự sát. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người nên cần phải được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị hại cũng có phần lỗi khi không rõ ràng trong các mối quan hệ khiến cho bị cáo bị ức chế. Căn cứ điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 14 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Yêu, ghen, rồi quẫn trí, đó là những điều tôi thấy ở bị cáo trong phiên tòa hôm nay. Nói cho cùng thì vì tình yêu mà bị cáo Hoài đã chấp nhận rũ bỏ tất cả để đi theo bị hại Định. Và cũng vì chính tình yêu mà cô đã nhẫn tâm đâm chết anh bằng những nhát dao tội lỗi. Nhìn bị cáo khi được nói lời cuối, vẫn chỉ mong được chết cùng chồng. Tôi không biết rằng mình nên thương hay nên giận. Nếu như bị cáo đừng quá bản năng, đừng hành xử theo cảm xúc mà biết được rằng cuộc sống là đáng quý và phải biết yêu thương trân trọng lấy chính mình, thì chắc chắn sẽ không có những hành động nông nổi bộc phát như vậy. Còn với bị hại, nếu nhanh dứt khoát hơn, đừng quá tham lam, thì hiển nhiên đã không gieo cho Hoài những hy vọng rồi lại vụt tắt. Và cả người mẹ trong câu chuyện vì những áp đặt của bản thân mà dần trở nên quá quắt, cũng chính bà là một phần nguyên nhân trong cái chết của con trai mình. Nếu như bà suy nghĩ thoáng hơn, bao dung hơn, không can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con trai, thì đã không xảy ra bi kịch cho cả ba người như ngày hôm nay. Dạ chào anh Hoàng, về thăm con hả anh? Ê nghe nè mày, làm như ông Hoàng ổng không ưa tao còn sao á. Lần nào tao gặp ổng á, tao nói chuyện ổng ổng cũng im im vậy không mày. Ừ, tính ổng vậy á, lầm lì ít nói mà cọc cằn lắm á. Chả bù cho con vợ, mồm mép mình chết luôn. Nói thiệt nha, cũng hên á là mày ly dị với ổng á, chứ không thôi sao mày sống nổi với người như vậy. Ê mà nói thiệt nha, sau đó mày chịu cưới ổng vậy? Ừ, thì lúc mới quen thấy xung quanh á toàn là mấy cái thằng mà thích thể hiện lại khoe khoang nữa, thấy ổng á thì có vẻ hiền lành thật thà nhất nên chịu. Nhưng mà bây giờ á thì mới thấy tính cách á làm nên số phận mày à. Ừ, tính ổng như vậy đó, cho nên đi làm biết bao nhiêu năm rồi cũng chỉ vẫn là thợ hồ thôi. À mày nhớ anh cha Bách không? Bách à? Bách mà hôm bữa qua nhà mày hồi Tết đúng không? Ừ đúng rồi. Nhớ. Lúc trước á cũng làm thợ hồ như ông Hoàng thôi. Vô nghề á còn sao ổng mấy năm nữa. Vậy mà bây giờ người ta thành thầu xây dựng rồi. Vậy hả? Mua nhà ở thành phố nè. Rước ba má ở dưới quê lên ở nữa. Rồi còn mua xe ô tô nữa. Vậy mới là đàn ông chứ. Ừ thôi. Ê tao về nha. Khi nào có tiền á rồi kêu tao qua cửa hàng mày lấy tiền nha. Ừ. Về đi. Dạ, em về nha anh Hoàng. Em ngồi xuống đó, anh nói chuyện chút. Thật sự ra, hồi đó tới giờ á, anh không có biết cách nói chuyện tình cảm, thể hiện triều mến với em. Nhiều khi vợ chồng mâu thuẫn gây lộn, anh còn lớn tiếng. Nhưng ngoài những cái đó ra, em cũng thừa biết anh rất thương vợ con mà. Hồi xưa mới cưới nhau khổ cỡ nào, dù là đồng lương của thợ hồ, anh không lo được cho em đầy đủ, có cuộc sống sung túc, nhưng vợ chồng mình cũng xây dựng được cái nhà này nè. Thôi được rồi anh, em không biết là anh về đây nói với em chuyện này để làm cái gì.
hay là anh muốn chia lại cái nhà này? Không, ngày ra tòa anh đã quyết định để nhà này lại cho em và các con. Anh không thay đổi ý định đó. Hôm nay anh chỉ ngồi đây nói chuyện với em để em giải tỏa tâm lý và đừng suy nghĩ khác về anh. Sao lúc còn là vợ chồng á, sao anh không biết nói những câu này đi? Bây giờ anh nói, nó có còn quan trọng nữa không? Thôi anh về thăm tụi nhỏ thì vô chơi với nó đi, rồi về đi. Em sẽ cố gắng vì các con mà coi anh là một người bạn. Anh đừng có lo. Khoan, anh chưa hỏi chuyện gì thằng Bách nữa mà. Anh Bách thì có liên quan gì ở đây? Có phải cô đã có tình ý với nó cho nên cô ly hôn với tôi phải không? Bây giờ anh hết chuyện rồi, anh kiếm cớ gây đúng không? Cô đứng lại. Cô lúc nào cũng coi thường tôi là sao? Nhờ đồng tiền của tôi, đồng tiền thở hồ, gom góp, mượn người này người kia cho cô làm vốn, cho nên cô mới có cái tiệm như ngày hôm nay. Đừng có nghĩ đem được mấy đồng tiền vậy rồi coi thường tôi. Còn thằng Bách nữa, nó là cái gì mà cô đem so sánh tôi với nó, rồi còn khen trước mặt con Liên? Từ trước đến giờ tôi vẫn nhịn nha, nhưng mà bây giờ á, tôi chịu hết nổi rồi, tôi không có nhịn nữa. Anh là đàn ông mà, đã khó chịu cọc cằn rồi còn để cho vợ á phải làm trụ cột kinh tế gia đình nữa. Trong nhà từ việc nhỏ tới việc lớn, việc cần tới tiền là cũng tới tay tôi hết á. Vậy thì tôi tôn trọng anh cái gì? Anh là cái gì hả? Anh là cái gì mà anh dám đánh tôi nữa? Tôi nói cho anh biết nha, cái số vốn á mà anh nói á, tôi đã trả dư cho anh từ mấy năm nay rồi, nên đừng có lấy cái cớ đó ra mà nạt ngộ tôi. Nếu anh muốn tính á thì tính cho hết. Cái xe anh đang đi, cái điện thoại anh đang xài, nhà anh đang ở, ngay cả cái bộ đồ này nè anh đang bận nè, tiền của tôi mua đó, ngay cả hai đứa con cũng là tôi nuôi mà. Cô được lắm. Nè, làm ly này đi. Cái gì mà mặt mày biết sĩ vậy? Nó... Mày... Thôi anh làm miếng đi. Nãy giờ em thấy anh uống rồi mà anh không có ăn. Đúng rồi, ăn vô đi cho nó vui đi. Mày làm gì mà phải bí xị cả ngày vậy? Bỏ được cái con vợ trời đánh đó thì vui mới đúng chứ. Mày khêu cái gì mà khêu? Tao nói không đúng hả? Tao mà có con vợ lụ đạn như con vợ thằng Hoàng, tao bóp cổ chết 8 kiếp rồi. Còn mày nữa, chỗ bạn bè lâu năm tao nói nè, mày ngu quá Hoàng. Sao lại ly dị mà đi ra tay trắng vậy? Dù ít hay nhiều thì cái nhà xây đó đó mày cũng có đóng góp ở chỗ. Mà không lẽ bây giờ mày để cho con vợ mày đuổi mày ra khỏi nhà của mày rồi dước thằng khác vợ hả? Mày im đi, mày biết gì mà nói. Thôi thôi thôi, hai anh mọi người nhịn tiếng đi. Nhịn cái gì mà nhịn? Ở đây chỗ bạn bè tao mới nói cho nó biết đó. Để cho con vợ nó đeo đầu hả? Mày đi làm mày cài bừa mày gom tiền mày về cho nó. Bây giờ nó tống cổ mày ra đường, nó dước thằng khác về, cái sừng mày mọc dài cả thước kìa kìa. Mày thấy không? Mày, mày khôn quá hả? Mày thôi sao bây giờ sao? Thôi thôi mọi người nhịn tiếng đi. Thôi có gì đâu, mày về mày hung hăng với con vợ mày đó. Thôi thôi, với cái thằng mà tặng tiểu vợ mày đó. Bớt đi. Mày ở đây chỗ bạn bè không mày hung hăng gì? Nhục quá, thằng làm đàn ông làm chồng không biết nhục hả? Nói thôi, mày thôi, mày thôi. Hung hăng mua ra đi để nó muốn đánh tao cho nó đánh tao. Nhịn nhịn đi anh ơi, anh em không mà. Ở đây chỗ thằng bè tao mới nói cho nó biết đó. Để cho con vợ nó đem đầu hả? Mày đi làm mày cài bừa mày gom tiền về cho nó. Bây giờ nó tống cổ mày ra đường, nó dước con khác về, cái sừng mày mọc dài cả thước kìa kìa. Nhục quá, thằng làm đàn ông làm chồng không biết nhục hả? Cho 2 lít xăng đi, bán luôn cái bình nha anh ơi. Bao nhiêu lít? Mấy lít anh? 2 lít. Bán luôn cái bình nha. Anh là đàn ông mà, đã khó chịu cọc cằn rồi còn để cho vợ á phải làm trụ cột kinh tế gia đình nữa. Trong nhà từ việc nhỏ tới việc lớn, việc cần tới tiền là cũng tới tay tôi hết á. Vậy thì tôi tôn trọng anh cái gì? Cái xe anh đang đi, cái điện thoại anh đang xài, nhà anh đang ở, ngay cả cái bộ đồ này nè anh đang bận nè, tiền của tôi mua.
con cũng là tôi nuôi mà. Thằng anh nè. Alo, anh qua nhà không? Anh muốn nói chuyện với em một chút. Vậy thôi, vậy anh uống cà phê anh chờ em. Khi nào em về, gọi cho anh. Dạo này em nghe nói làm ăn khá dữ lắm đúng không? Lên thầu xây dựng rồi. Rồi hả, nghe nói đâu hả, những mấy công trình xa xa toàn là biệt thự này nọ không ha? Ai đồn vậy, anh chỉ làm công trình nhỏ thôi, ở nhà ở thôi à. Ủa, hồi tối lúc em điện sao anh nói là thầu công trình ở dưới tỉnh mà, sao tự nhiên giờ xuất hiện ở đây vậy? Thì đúng rồi, anh đang dưới tỉnh nhưng mà sáng nay anh lên sớm để đặt thêm vật liệu xuống dưới, làm cho xong mà. Rồi sẵn anh hẹn Liên với em ra đây luôn. Em nghĩ á, anh Bắc nên bớt những công trình xa lại đi, chứ để mai nó nhắc anh hoài em mệt quá. Con quỷ này, nói gì vậy? Anh đừng có tin nó nha, chỉ tin em thôi nha. Biết rồi. Em uống nước đi. Có tôi ở đây nha. Quang, quang, cái gì quang? Quang, quang. Mày giết người chính ra, bị cáo Phạm Văn Hoàng, vì sao bị cáo lại nhẫn tâm dùng xăng để đốt bị hại Nguyễn Ngọc Mai, đồng thời cũng là vợ cũ của bị cáo, dẫn đến bị hại Mai bỏng nặng 96% rồi sau đó tử vong như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, tại hôm đó thấy cổ vui vẻ với người đồng ăn khác nên nhất thời bức xúc, bị cáo mới làm như vậy. Theo bản cáo trạng thì bị cáo và bị hại đã ly hôn. Chị Mai về mặt pháp lý mà nói hoàn toàn có quyền đặt mối quan hệ với người khác. Vậy thì tại sao bị cáo lại bực bội? Dạ thưa hội đồng xét xử, suốt thời gian chung sống với bị cáo, Mai chưa bao giờ ngọt ngào với bị cáo, luôn luôn có chê bai, dè biểu, khó chịu với bị cáo. Nhưng hôm đó cô lại vui vẻ, tình cảm với một người đồng khác, bị cáo thấy ghen tức lắm. Vợ chồng kết hôn trên tinh thần tự nguyện, đến khi cảm thấy không hòa thuận, không mang lại hạnh phúc cho nhau thì ly hôn là một chuyện rất bình thường. Đúng ra bị cáo không nên làm hại người từng đầu ấp tay gối với bị cáo bao nhiêu năm, để dẫn đến cảnh trớ trêu bi thảm, con cái thì mồ côi, tương lai thì mịt mờ như ngày hôm nay. Chưa kể bị cáo lại chủ động mang xăng theo như vậy, có phải là bị cáo đã có kế hoạch dùng xăng đốt người ngay từ đầu chứ không phải là do bức xúc nhất thời như đã nói? Dạ thật sự á, thì bữa đó đó nghe những lời gièm pha của bạn bè rằng là Mai có người yêu mới, rồi nhớ lại cảnh tượng vợ mình đối xử với mình tệ bạc như vậy, cho nên bị cáo chỉ nghĩ là mua xăng về nói đến đem đến nhà để hù dọa Mai thôi. Ai ngờ bữa đó gặp ở quán cà phê nó xảy ra như vậy, chứ thật sự bị cáo không có ý định đốt Mai từ ban đầu. Bản chất của việc dùng xăng để dọa nạt người khác thì dù có với lý do gì cũng là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Chưa kể việc bị cáo định mang xăng sang nhà bị hại lúc đầu còn có thể gây hậu quả khó lường hơn, vì nếu xảy ra cháy thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hai đứa con, còn cửa nhà bị cháy thì sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Những việc này có lẽ bị cáo không ý thức được hay sao? Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi dùng xăng đốt người của bị cáo Phạm Văn Hoàng đối với bị hại Nguyễn Ngọc Mai là hết sức tàn nhẫn và cực kỳ nguy hiểm.
Bị cáo cho rằng cái chết của bị hại không nằm trong chủ đích ban đầu của bị cáo, nhưng dùng xăng đốt người khác thì ai cũng biết là khả năng chết người rất cao. Với hành vi này mà truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là không đúng với tính chất, mức độ của hành vi. Dù bị cáo Hoàng trong quá trình điều tra đã có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, nhưng vẫn cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để phòng ngừa và răn đe. Viện kiểm sát đề nghị mức án tù 18 năm đến 20 năm về tội giết người đối với bị cáo Phạm Văn Hoàng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại anh Nguyễn Đức Việt đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Anh cho biết trong suốt thời gian bị cáo Hoàng và bị hại Mai chung sống thì có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gì hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, Hoàng ở đó giờ đó, nó là một người chịu khó trong công việc, nhưng mỗi cái tính là ít nói với cọc cằn. Thời gian hai vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn đó thì thằng Hoàng có đánh vợ nó. Rồi lúc ly dị á thì em gái tôi có nói là sống không có hợp nhau nữa, không có hạnh phúc nên ly dị. Rồi khoảng 10 ngày trước khi cái vụ án xảy ra, lúc đó tôi đang đi bốc thuốc nam cho bệnh nhân, thì em gái tôi nó có gọi điện. Nó nói là anh Hoàng nhiều lần say xỉn, gọi điện chửi mắng nó. Và vì nó đã ly dị với Hoàng, tôi không có can thiệp. Tại vì tôi nghĩ có thể là do Hoàng nó còn buồn bực, nó nóng nó làm vậy thôi. Nhưng đâu có ngờ nó lại hành động giết người như vậy đâu. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hoàng hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, con Mai em tôi á, lúc nằm điều trị ở bệnh viện đó thì cái phí tổn hết tất cả là 70 triệu đồng. Thì bên gia đình Hoàng á, có hỗ trợ cho 6 triệu. Số còn lại là vợ chồng tôi phải chạy đi mượn, vay làm sao để có được số tiền để lo cho em mình. Rồi bây giờ đó, tôi chỉ mong là ngoài cái bản án tương xứng cho bị cáo thì mà hội đồng xét xử bắt bị cáo phải bồi thường lại toàn bộ cái tiền viện phí cho con Mai em tôi và chu cấp tiền nuôi dạy cho hai con nhỏ đến năm 18 tuổi. Mời anh ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo bà Nguyễn Thị Huệ đứng lên trả lời câu hỏi hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hoàng hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi chỉ mong hội đồng xét xử thương giùm hoàn cảnh khó khăn của tôi. Tôi thì nay ốm mai đau, chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho con tôi để nó sớm trở về, nó lo lại cho mẹ con tôi đùm bọc với nhau. Xin cảm ơn. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Văn Hoàng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, mong hội đồng xét xử giảm án cho tôi. Tôi hối hận về hành động của mình lắm rồi. Mong tôi được về sớm để lo cho hai đứa con của tôi nữa. Lúc gây án, bị cáo có nghĩ đến con mình hay không? Mà bây giờ bị cáo lại đưa con mình ra để xin tội cho mình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Hoàng là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với bị hại là chị Nguyễn Ngọc Mai. Do đó, áp dụng Điều 93 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hoàng mức án 18 năm tù giam về tội giết người, đồng thời áp dụng Điều 610 của Bộ Luật Dân sự, buộc bị cáo Hoàng phải bồi thường toàn bộ số tiền viện phí trong quá trình bị hại điều trị là 70 triệu đồng. Được khấu trừ 6 triệu đồng gia đình bị cáo đã bồi thường, còn lại bị cáo phải bồi thường 64 triệu đồng, buộc bị cáo cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ là Phạm Văn Tài và Phạm Ngọc Bích
cho đến khi hai người con đủ 18 tuổi với số tiền là 892 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ phức tạp, nhưng một khi vợ chồng đã không thể hòa hợp để cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, thì có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất để bản thân người trong cuộc được giải thoát và con cái họ cũng bớt tổn thương vì những xung đột mâu thuẫn gia đình. Nhưng dường như bị cáo Hoàng đã không làm được điều đó. Đòn ghen mù quáng của Hoàng đã tước đoạt mạng sống của người vợ cũ một cách oan ức, biến Hoàng thành kẻ giết người và đẩy con cái mình vào cảnh bơ vơ côi cút. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo đã hối lỗi trong muộn màng và phải nhận bản án nghiêm khắc từ hội đồng xét xử cho tội ác mà bị cáo gây ra. Nhưng về trách nhiệm của một người cha, bị cáo làm sao có thể bù đắp nỗi đau mất mẹ cho chính hai người con của bị cáo? Biết tới khi nào hai đứa trẻ ấy mới có thể thoát khỏi cái cảm giác nhòm ngó, mỉa mai của người đời, khi chính cha của chúng lại đốt chết mẹ của chúng vì một cơn ghen mù quáng? Tôi cũng tự hỏi, khi gia đình bị cáo đã tan nát, liệu những người đã từng buông lời xúc xỉm, dè biểu về hôn nhân của họ có cảm thấy thanh thản không, khi chính họ cũng có phần lỗi trong việc kích động tâm lý vốn dẫn đến đòn ghen tàn độc của bị cáo dành cho vợ cũ? Câu chuyện này là một bài học sâu sắc về cách ứng xử trước và sau ly hôn mà bất cứ ai cũng nên lưu tâm nếu không muốn có những thảm kịch gia đình tương tự như vụ án trên.